Cung cấp gà nó cưới là gà gì? Cái gà họ bán dòng đường đấy. Phải, ý là để kia cân riêng đi. Đúng Yến à? Cái này 350 này. Một trên ba cái tre này mới là thành hàng thấu nữa. Quả quá bán khổ lắm, bắt cái đứa nhà bên này. Con gà mái non quá. Con gà mái này quá. Mẹ phải ngon ngay quá em. Thế mà to lắm. Con đấy to á? Nhìn thế thơ mà con nào lựa rồi. Chị bán được hết. Chị bán là to. Mà nay mà có chịu chọn gà bé hơn rồi đấy á. Ừ. Có 3 cân 2, 3 cân rưỡi đây. 3 cân 2, 3 cân rưỡi. Có người thích của con là to cơ. Tao ăn cho đã. Nhà đông người. Con nào cũng để nhá. Chúng ta chọn lên là mấy người là thống nhất. Cả thống thôi anh ơi. Con hai nhà máy, hai bên nhà máy gì? Chưa. Thank you.
Thank you.
Ôi trời ơi.